Mình như kênh kiếm tiền 8.0, kiếm tiền tăng trên một cái nhận tốc cần có ký hiệu là UBET trên một cái sàn binance.org nha các bạn, binance.com khác á. Rồi để tham gia dự án các bạn click trong phần link mô tả mình làm dự án các bạn. Đầu tiên các bạn vào đây nè, các bạn join kênh Telegram group của nó nè, các bạn nhận được 4 UBET khoảng là 4 đô. Theo bơ thì các bạn đâu ta cái nút đâu ta theo bơ thì các bạn follow và tweet các bạn, tweet đi tiếp với comment. Rồi Facebook thì không nên vào theo dõi và like cho nó bạn hay bạn các bạn. Rồi biết một cái sàn binance.org nữa các bạn. Rồi các bạn qua link thứ vào link thứ hai các bạn vút cho nó một phút một sau các bạn. Com chúng tôi xin phép comment ghép on quốc tế botin rồi các bạn click vào đây các bạn. Sau khi các bạn đăng ký một cái sàn binance.org là mình có tài khoản là tự động nó login vào cái site này các bạn. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi các bạn, các bạn lướt xuống rồi các bạn. Các bạn tìm chữ Putin. À Putin đi nè, quốc tế đi nè. Phải, để mình có thể các bạn. Không phải. À, tại thấy nằm đây này nằm mà các bạn lướt xuống hết luôn các bạn. Bạn lướt xuống hết luôn các bạn. Chỗ xác luôn. Rồi, các bạn nhấp vào đây. Đây này các bạn bấm more vuốt này các bạn. Không được comment các bạn. Các bạn chỉ vuốt thì thôi. Rồi để mình tìm tra các bạn. Rồi các bạn nhớ cái liền link profile này nha các bạn. Username này nha các bạn. Username của mình đặt trên cái sàn ấy. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Khoan để mình coi lướt cái nữa. Sao mấy thằng âm binh nước ngoài này nó mình rút gọn các bạn. Sao mấy thằng âm binh nước ngoài nó nó comment chúng này. Các bạn đừng có comment nha các bạn chỉ bút gì thôi. Là tự động nó hiểu rồi. Rồi các bạn đi thông tin đầu tiên email nè các bạn. Rồi các bạn đi username Telegram của mình các bạn. Rồi link Twitter request link. Rồi profile link Facebook nữa. Rồi mình lấy cái link Twitter request link của mình đây. Rồi các bạn mở Telegram của mình lên nè. Telegram này nọ thì các bạn mới giải rồi Telegram đâu ta. Rồi mở Telegram lên nè. Chào này không có ghép nha các bạn. Các bạn chờ một chút các bạn. Kiếm chào này kiếm mười mấy 20 đô được các bạn ơi, 25 đô ạ. À. Dự án của nó là một tốc cần là 1 đô. Là mình nhận được hai hồ sơ nữa, các bạn qua một hồ sơ nha các bạn. Ra test và trả lời nè các bạn. Này nghe các bạn cái link từ quýt ORN này nè các bạn. Rồi các bạn bấm nút chia sẻ nha. Cho anh sao chép đến theo quên nữa. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn trả lời nè. Rồi các bạn bắt cái vào cái link đây nè các bạn. Rồi bờ lưu file link Facebook nha các bạn. Bạn mở Facebook mình lên nè. Bạn nào biết làm thì làm đi mà. Còn cái địa chỉ thì các bạn bắt username cái sàn ORL nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân nè.
các bạn vào một ba dấu gạch nè, các bạn copy cái link này các bạn, rồi các bạn bật. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi cái username mình nãy là anh 4 số 1 các bạn, là cái username các bạn đặt trên cái sàn hồi nãy đó. Nó thanh toán như cái sàn các bạn. Anh các bạn một hai ba bốn anh 4 số 1 các bạn, đem coi lại hơn các bạn, kiểm tra thông tin lên các bạn, 0 3 2 9 1 7 là phan các bạn, để mình vào đây mình coi cái username mình các bạn. Lít của ba dấu gạch đầu ta thôi các bạn, mình username mình nãy mình đặt 4 anh 4 số 1 đúng rồi các bạn, mình gỡ thôi các bạn, thì lít nữa biết chừng nào luôn phải không ta, điện tin chưa, 1 2 3 4 gỡ được các bạn. Rồi, ok.